Dù ngày mai mới chính thức là Black Friday, nhưng mà không khí mua sắm những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh rất náo nhiệt vì nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại đã và đang tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhuộm đỏ bởi những tấm biển sale off khủng như thế này từ nhiều ngày trước. Chính vì vậy, đây cũng là tuyến đường nhộn nhịp không khí mua sắm sớm của ngày Black Friday. Đông nhất vẫn là các cửa hàng quần áo, phụ kiện giày dép, túi xách và mỹ phẩm. Người bán không bỏ qua cơ hội này và người mua cũng vậy. Để hiện tại bên em vẫn còn đang chương trình sale đồng giá một số mẫu giày với lại túi. Thì mình nghĩ đây cũng là một dịp thú vị để mà mọi người kiểu bạn bè đi với nhau đi một loạt các cửa hàng thì thấy cái nào mà vừa ý thì cũng là có thể là mình canh cái món đó một thời gian dài thì tới ngày hôm đó mình đi mình lấy. Cái sản phẩm là up to lên đến 70% luôn, có khi là shop là sale toàn bộ 50% hết luôn. Chính vì vậy, Black Friday là ngày may mắn nhất với những người thường xuyên cập nhật giá cả cũng như những mẫu mã mới. Trong dịp Black Friday này thì tụi em sẽ tìm kiếm những cái sản phẩm mà ngày thường tụi em thích với một giá mà nó thấp hơn, nó sale và tụi em cảm thấy là mua một sản phẩm mình ưng ý với giá thấp hơn hiện tại khá nhiều thì tụi em rất là thích. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 60 doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, các siêu thị, doanh nghiệp có hệ thống phân phối lớn đăng ký chương trình siêu giảm giá từ 50 đến 80% với số tiền 612 tỷ đồng. Ước tính ngày Black Friday sẽ đem lại lượng doanh thu cao hơn khoảng 40% cho các trung tâm thương mại so với ngày thường.